Cả nhà, sáng sớm nay chị Loan chuẩn bị đi công việc rồi cả nhà. À, đi rồi. Kinh dễ sợ. Chào tiệm là thích là nay là chim đúng không chị Bùm Bùm? Nay là chim đúng không? Lấy tin hả? Có bóng mới không? Lấy bé tin nữa hả? Này có món mới giờ không? Vậy hả? Ý nó là tối nay có lại với bé tin đúng không? Chiều nay hai anh hả? Hai chục. Vàng của Bùm Bùm tức cái gà luôn á đó. Đi mà giống lai à. Hồi sáng nay thì chị Bùm Bùm cưng bé Biêu quá trời luôn quá nha. Ủa bé gái ngồi kế bên Bùm Bùm ơi, nay tập game không? Có hả? Ủa tập nha. Thường tập là mà cả mấy tiếng lận? 2 tiếng. 2 tiếng luôn. Dạ. Thấy có hiệu quả rồi đó. Ủa tập tập cái đó là tháng nhiêu? Hả? Không tập cái đó là tháng nhiêu? Hả? À. Không biết nhiêu tháng à? Tập gym không biết nhiêu tháng chị? À. Anh giờ hiện đi tập đi, cái bụng nhỏ lên xíu thì anh em đi tập nên dạ. Anh đi bộ cái bụng đâu có nhỏ đâu. À chạy là cái bụng mới nhỏ, bụng anh thiện ra bụng bự lắm luôn. Cái này mà nếu mà nó có bầu là phải 7 tháng rồi anh đây. Không mà chạy bụng nó cứng đi đâu mềm đâu. Biêu ơi, Biêu ơi, Biêu ơi, Biêu à, Biêu ơi, con phải chơi mẹ, Biêu ngoan lắm, Biêu dễ thương á, cô chú thấy Biêu dễ thương không?
thì hôm nữa mà buông mà lớn đó là gái chết luôn đó, mê mặt luôn á. Em Bơm ơi, mình tập cái đó là mới đầu nó bị đau cơ lắm không? Khoảng mấy ngày mới hết? Hai ngày là hết hả? Về đi không được luôn không? Nó chứ tập rồi cho nên là đỡ đau, còn cái đợt đầu mình tập về đau còn luôn. Rồi. Không đi đứng gì được luôn. Còn nếu nó đau như vậy thì mình phải làm sao cho nó hết đau? Nó hồi phục qua thì nó gì đâu. Cần uống thuốc gì không? Không cần thuốc luôn hả? Con mình tưởng hồi phục qua đâu. Nếu mà mình sợ ra dạ, vậy em mua ngay cái viên uống rồi nó giảm nó hết đau. Rồi đau cái xăng á, cái đó là khi mà bị nặng thì bị thương á thì mình cứ bổ sung thuốc rồi vô. À, nó xăng mấy người tập nặng nó uống rồi là hết à. Chứ còn mình tập giảm cân thôi, uống vừa vừa thôi. À. Nhiều quá là bắt đầu ý rồi đó. Thấy đâu có gì đâu mà tập giảm cân ta. Cũng cân cho anh chứ mặt là nhiều bệnh lắm. Ờ. Thầy ông thì đỡ. Đàn ông cũng vậy, phụ nữ mà lớn tuổi á mà để mặt quá là thì bệnh lắm, nhất là bệnh thở trong máng. Tập gần đây không? Gần đây em tập ở chị bác chị. Ủa nghe nói gần đây không có chỗ nữa gì, chiều hé mấy anh kia anh hay đi ra đây nè. Tại em tập chung ở bên đó, em qua chung với nó để tập giùm em. Chỉ mình tập ha. À. Như thấy gần đây cũng có chỗ tập nè. Ở đây nhiều lắm, mắc lắm. Nhiều tháng lận. Lại nhiều tháng. Em biết mà em nghe nó mắc lắm. Thường ở bên Bình Dương thì có 100 mấy 200 tháng à. Cái chứ hạnh đó thì nó dễ chứ không nhận dễ thương. Nhưng bây giờ nếu mà mình tập ở Bình Dương á thì mình đi qua đây là trễ. Có chạy lẹ không? Bill ơi Bill. Đang nghiên cứu à. Thấy con dây chuyền của mẹ đẹp quá. Kêu mẹ mua con cọc. Đẹp quá. Bill. Bill ơi. Cả chú nhân ngậm miếng nè. Bill ơi. Cả chú nhân ngậm miếng nè. Bill. Chơi không? Cả chú nhân ngậm miếng nè. Đó, kêu mẹ mua cộng dây chuyền đó, đang nghiên cứu dây chuyền đó. Vậy là bé Bill xin mẹ cộng dây chuyền rồi. Cho con cộng dây chuyền đi. Dạ video cũng khá là dài rồi. Thôi nên cũng xin tiếp tục ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho cả nhà mình luôn thành công. Cảm ơn cả nhà mình đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà.